Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Minh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam do ông Đặng Sĩ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam làm trưởng đoàn về kế hoạch tăng cường khả năng xuất khẩu hàng hóa qua ga liên vận quốc tế Sóng Thần. Theo báo cáo, ga Sóng Thần nằm trên quốc lộ 1A, vị trí đắc địa giáp ranh giữa nhiều tỉnh thành, là một trong 8 ga liên vận quốc tế trọng điểm của cả nước. Nhằm khai thác hết tiềm năng của ga Sóng Thần, tỉnh Bình Dương mong muốn ga sẽ trở thành nơi tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu đi các cửa khẩu biên giới phía Bắc và phía Nam của cả vùng Đông Nam Bộ. Phấn đấu nâng công suất khai thác của ga từ 1,6 triệu tấn lên 2,5 triệu tấn hàng hóa một năm vào năm 2025 và nối mạng với tuyến đường sắt xuyên Á theo chiến lược phát triển chung của ngành đường sắt Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đặng Sĩ Mạnh cho rằng, với lợi thế được cấp mã liên vận, Sóng Thần sẽ là khu ga trọng điểm vận tải hàng hóa phía Nam. Theo quy hoạch, sẽ hình thành hai tuyến đường sắt nối Bình Dương với Trung Quốc và các nước trên tuyến vận tải đường sắt Á-Âu. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam rất mong tỉnh Bình Dương tạo điều kiện về nhiều mặt để triển khai các bước đầu tư theo chiến lược phát triển vận tải đường sắt Việt Nam. Ghi nhận những đề xuất của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh yêu cầu Cục Hải quan, Sở Giao thông Vận tải tỉnh, chính quyền thành phố Dị An xem xét, hỗ trợ các yêu cầu về mặt bằng và an ninh, triển khai làm thủ tục xuất nhập khẩu tại ga để giảm thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp. Tỉnh Bình Dương sẽ luôn tạo điều kiện để Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam triển khai các bước đầu tư cải tạo, nâng cao năng lực thông quan, hệ thống kho bãi, khai thác hiệu quả ga liên vận quốc tế Sóng Thần.